anh em với anh Ken chọn số rồi. Quay đây, quay coi chúng mày. Vậy em chọn số không? Đúng. Trừ số 4 với số 15. Fidelity, cà phê thật kết nối thật. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Với số 6 với số 9. 69. 6 ở số 9, hùng má số 9 cái. Wow. Đơn giản ơi. Ai 6 ai 9 vậy ta? Tôi sợ quá, nghe cái thùng tôi sợ quá. Sáu với chín kìa, xong rồi đến đây. Sáu chín bây giờ bắt ra được là phải gấp đôi nha. Không bắt ra được là hung môi luôn á. Yêu hôn má này của em rồi, chạy hôn má. Thôi bây giờ anh chị giúp em kéo cái màn xuống cho bạn trai của tay ngoài. Cái này có lên sóng á, bạn gái bị bồn 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 bồn. Nhà nào cũng có, nhà nào cũng có nóc hết rồi, không được. Thôi vậy thôi. Coi như con này quay rồi nhưng mà còn này khác giới mà. Ôm vũ dài ba cái. Vũ dài ba cái hả? Ôm. Ngoại nhập lên. Bây giờ mình đứng ở bên ông ôm nè. Đó. Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây. Đó. Số 8. Số mấy? Với số 3. Làm gì hả? Khúc rắc hả? Rắc liên tục 3 vòng. Số 8 hãy đọc một câu để cho số 3 cười. Số 3 đây. Thôi cho mình số 3 cũng dễ cười lắm. Số 8 là ai? Số 8 đấy. Vì mẹ dạy bay chiến đấu bằng tình yêu, cha dạy tao chiến đấu bằng hận thù. Vì tao muốn được như những đứa trẻ khác, chứ không phải trở thành con mày vô cảm cần cù. Sao cứ giao cho em mấy cái chủ đề hài hước? Em rap mới là dễ cười, nếu mà không chọc được gần 1 năm sĩ rồi nó cười. Không sai điểm đúng ai không cười. Khó mà nghĩ cho con là game buồn cười khó phết. Mày quay. Thôi về. Cho thời gian làm đi, thua bị gì. Tính anh chơi tao vậy. Quay xong rồi kêu luôn hả anh em? Quay xong. Quay xong người đó kìa. Rồi. Lấy cho thôi. Số 1. Số 12. Số 1 với 12. Ai số 1 với số 12 đây?
Là gì phải mở hình thể đi. Chơi trò hardcore hơn đấy. Cái trò hardcore đơn giản này. Vậy đứng lên bàn thoát nha. Kìa ông ơi, mình quẩy ơi. Ông đừng có một khoe với cái trò kìa. Thừa cơ quay đồng giản đó là không làm được. Không làm được, không làm được. Anh nhau lên đi. Dư luận, dư luận. Rồi, vậy số 1, số 12 đâu kìa. Số 1 đâu? Dạ kệ, chị nói cái gì cho anh Nai Ti diễn tả đi. Được. Anh Nai Ti diễn tả nó sẽ hiện hình hơn. Này. Chị chỉ nha. Không được chị chỉ luôn hả? Đúng rồi. Anh Nai Ti diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể của anh thôi. Dùng cả tâm huyết nha. Ok. Nhìn kỹ nha, TVO, ta TVO, ta TVO. Tôi. Ê. Thấy tâm huyết đâu nha. Kỹ nha, đi lô. Sao đắp cái mùa hai vô tâm quá vậy ta? Đi lô bán đúng không? Cái gì vậy? What? Gì? Đâu anh hồi nãy nó gần đúng cái của anh. Nhớ. Đây cái từ này nó không có cảm xúc mà nó không có cái gì hết trơn, nó chỉ là thì em làm cho nó cảm xúc. Nó là một cái hiện vật. Cái đó dùng để ăn thôi. Lòng phèo phổi. Cơm sườn. Cà lấu. 100 nào nữa mà không. 4 3 2 Ờ. Lòng xào. Kiểu mọi người đã gửi bao nhiêu món sườn luôn sao nó kêu lòng xào. Kiểu. Rồi thua rồi, uống đi. Đi đâu chỉ vô đây rồi nói ăn được là biết rồi. Thôi, không có ai biết đâu. Miếng sườn. Ờ, nó chỉ là miếng sườn. Nó chỉ là miếng sườn. Em sẽ là quán quân cá biệt mùa 15. Oh, anh kỳ. Kỳ nhỏ rõ. Anh kỳ. Em vừa mới làm hài lòng anh. Thôi, hôm nay mình nghỉ ngơi xíu nha, giờ công việc quá. Vậy chọn số 10 cái đi rồi nghỉ anh. Số 2. Số 4 với số 6, đổi áo cho nhau đi. Làm gì nhau? Làm gì căng lên. Hai người cover một đoạn fast flow bất kỳ. 17 quyết chi nữa này. Đứng lên. Thôi cho Huyền đọc lyric nha. Khoan, nếu mà một người đọc fast flow thô bị gì? Cũng xì dầu hả hay làm gì? Cho xem ai đọc dài hơn ai hả? Không, ai đọc miệng hơn, mọi người công nhận là hơn là được. Wow, ok. Đây, tặng mọi người công tâm mà mày, đừng lo tin vô. Để mà theo tao đi, để mà theo tao ấy, để mà theo tao đi, để mà theo tao đi. Tao cho mày biết đến IC, B2C, SB và Dicky. Tao đã thích nghi được flow mới, rồi một câu ấy. Từng là do cho mày to, tao đã trôi qua bao năm không biết. Đi từ đâu tới, tao không cần được nói. Âm nhạc đang chết liền sát. Sao mà tao bắt đi mày tao vẫn tâm ý tế mà tụi mày thích. Trừ ra thì át, tao sống mà tao vẫn rap. Và sẽ mang kỳ tác trong một sông, trong một hàng, trong một tụ, trong một đông. Người ta quan tâm kỳ năm mới xong, mà xong quay năm, bắt tay công với con đàn áp Việt Cát.
Đồng hồ không ngừng nhảy số đi trên từng dãy phố, thấy người ta trên nhà cao tầng nhảy xuống, ta còn trưng bày cô niệm giam nhạc mày. Rap như con chim bao năm lạc bầy, không quan tâm về cho bao nhiêu vì đây là kho bạc đây. Nghe tao flow thì nó mong gạt tay đá từ bên sông cát đá và mấy công quá, còn mấy công cáo mày. Giá phá giá nhạc mình có xóa được hay không, có được chó má này kỳ công đại bóc ông quá từ bên trong. Nhạc tao mang theo sơn qua nơi âm u đường vắng của đường khu tường trắng. Mày tao thử má luôn à. Tao mày tao chưa thì mày vì tao mà không biết tâm vì đời này mà cho tao đam mê bật từ một con chân này. Mày tao mà dù là 30 năm mà khi tao quên đi thì mày tao như lưu lưu vào đời mà. Ông mà cái bài này em không thuộc. Không thuộc. Không thuộc. Không thuộc. Không thuộc. Đến mà theo tao đi, đến mà theo tao ai, đến mà theo tao ti, đến mà ta.